chiên bồ ngủ nè ông bà cô chú ơi. Bồ ngủ lắm hả con? Ừ, lên xe ngủ nghe không? Bữa nay mình vừa về, về thăm ông nội nè. Về thăm ông nội nè, chiên lên xe là chiên ăn ngủ nghe không? Chứ chiên mà ngủ bây giờ ngủ có tí xíu mà cái lên xe chiên không chịu ngủ. Nghe không? Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Hôm nay á, gia đình Nguyên về quê nè, cả nhà về quê thăm ông nội. Về quê thăm ông nội à chiên á. Bên đây lễ. Bên đây lễ cả nhà, lễ của người Mã đó. Cho nên về quê. Y dịp lễ là hai chồng Nguyên về quê à. Bữa nào lễ mở không á thì về quê. Còn bữa nào không á không thì kiểu như chồng Nguyên có công chuyện ở trên đây á thì không có về. Ừ vậy đó hả. Giờ về nè ông bà cô chú. Giờ 1 giờ rồi, còn 10 phút nữa là 1 giờ đó ông bà cô chú. Bây giờ mà về cái từ KL về tới Malaysia quê chồng Nguyên là cũng cỡ 2 tiếng á. Nếu mà ông kẹt xe cỡ 1 tiếng, 1 tiếng mấy 2 tiếng. Còn kẹt xe thì hên xui. Thì 3-4 tiếng cũng có. Đúng không? Dạ buồn ngủ lắm ha, chiên buồn ngủ lắm rồi đó ông bà cô chú. Ngủ lắm rồi, buồn ngủ luôn rồi. Buồn ngủ quá trời quá đất luôn rồi. Chiên buồn ngủ quá trời quá đất luôn. Cầm cái bọc để bứng cây đu đủ. Đu đủ này là Nguyên ăn á. Cái đầu Nguyên lấy cái hạt của nó đó. Cái vỏ của nó để Nguyên bón phân. Cái nhà bón sao mà có cái hạt nó lên cây đu đủ nè. Bây giờ Nguyên sẽ bứng đem về quê trồng. Đó, bứng xong rồi cái ít chết hồng quên nữa. Quên cái đồ bứng này để ở đây luôn rồi. Kệ nó không sao. Để vô bịch nè, cái để vô miếng đất. Cái này bứng chắc vậy sống quá. Tại chồng em mới tưới nước á cho nên cái đất nó xốp quá. Để vô trong bịch nó về chồng. Ông bà cô chú thấy không? À, chiên buồn ngủ mà cái mặt kênh kênh nè. Chưa thấy mẹ. Bây giờ là chồng nói còn cây nó không bỏ đi. Cây nhỏ chứ không có bự cả nha. Này cây nhỏ xíu. Ấy dạ. Kẹt xe cả nha. Kẹt xe quá trời kẹt xe luôn. Vô tới trạm thu phí rồi nè. Bà bên bốn phía xe không. Chị tao xưa dĩ nè men. Ý ủi dĩ nè men chạy xưa tiền mà nè. Chồng nói tới nhà dì Năm là 4 giờ. Còn về tới dưới quê là 5 giờ đó. Ui là trời ơi. Kẹt xe mà từ nhìn ra miệng mồm ra. Ngủ vô ngủ mà vậy đó. Ngủ vô ngủ mà. Quá trời kẹt xe chuyến này luôn rồi. Chồng Nguyên nói 5 giờ về tới dưới quê mà không biết 5 giờ tới không nữa. Hai vợ chồng Nguyên đang ở nhà bà Năm nè, cả nhà đang ở nhà bà Năm nè. Ở ngoài quá trời kẹt xe luôn cho nên là chồng bà Năm ăn cơm chiều rồi mới đi về quê. Chồng Nguyên đi khảo sát mấy cái măng cầu coi chín chưa. Quá trời hình to luôn anh.
quá trời bán cầu, phải cột bịch lại, không cột, không cột, ơi bù câu kìa, bù câu kìa, trời trời, trang cho bên đựng xe ha, ta bên xe lại ạ, đứng ở đây ngồi ị xuống. Anh Chiên ơi, hả? Bù câu. Ớt này ớt kim ị chứ không phải trồng, ớt này cay thối thẳng, quá trời dây dây gì dây khoe mỡ luôn, mà gì trồng nguyên á không biết bà có đào đợt nào chưa nữa. Không đào thì nguyên đào, chứ gì trồng nguyên trồng quá trời luôn mà bà không có đào. Đến già nó ra sợi luôn, uổng lắm. Nè, nhóc chân nè. Này nè, này là đợi đợi nguyên đào mới có ăn nè. Quá trời luôn nè. Mình thấy dây khoai mỡ nguyên khoái lắm. Tại vì ở trong siêu thị ít thấy chỗ bán. A Chiên nghe lại nhà bà Năm, A Chiên phái lắm. Huy khoai à, khoảng khoảng là Khanh không à, khoảng khoảng à. Trái bi gợ hư coi cả nhà, với lại mấy con ong nè nó chích á, mấy con sóc với lộn, mấy con sóc nó lại nó ăn. Bữa hổm có bạn kia chỉ Nguyên á, là kêu Nguyên lấy cái bông đực á, chấm vô cái đầu bông bông cái là nó sẽ thụ phấn thành công, nếu không là nó bị teo nó hư. Mà Nguyên nghĩ đúng thiệt luôn nghe cả nhà, chắc vậy đó chứ làm gì trồng quá trời trái luôn nè, trái nặng nhóc trơn luôn nè, trái cái nè. Cái này là bông đực nè, Nguyên biết phân biệt bông đực bông cái nè, bông đực nè. Này là cái nè. Mà nó rụng chưa? Ừ. Chồng anh kêu. Chồng anh kêu coi. Trái này ăn được chưa? Bịch màu trắng. Chồng anh không biết coi đâu. Hả Mỹ. Chưa cả nhà. Cái gai của nó chưa nở. Khổ qua rừng nè, đắng bà cố nội cha luôn. Hồi á đi ăn với bà Năm cho nên Nguyên đi hái rau. Nguyên hái rau mộng tơi để đem theo nấu cho A Chiên ăn á. Mà cái mồng tơi á, Nguyên gọi đây lại nhà bà Năm giết á, Nguyên hái cho A Chiên ăn riết mà nó mọc không nổi luôn, mà muốn tàn luôn rồi. Hết mồng tơi cho A Chiên ăn rồi. Đây Nguyên thấy nè. Có nè. Có mấy lá à cha nội ơi. A Chiên ăn giết mà mồng tơi tàn luôn. Có mấy lá không có đủ cha nội ăn giết mà muốn tiệt chủng luôn. Hái mấy cái trái mộng tơi. Ừ đúng rồi, chỉ khi nào về cái Nguyên hái mấy cái trái mộng tơi này nè về nhà chồng, giờ tuốt bỏ dưới đất cho nó mọc lên, có mộng tơi cho A Chiên ăn. Ồ trời, nó lá bự hết sức không? Chắc Nguyên lấy cái cầu thang để Nguyên hái mới được. Ở đây có nè, bữa hổm Nguyên trồng mà lên nè.
ở đây nhà bà Năm quá trời cải đất luôn cả nhà. Cái này là cải đất á, nè thấy không, cải đất đó. Mấy lá ăn gì hết trơn rồi, chiên ăn ngồng tê giết mà mọc không kịp. Chiên ăn nè, một hồi đi ăn cả nhà ở ngoài cho nên Nguyên nấu thêm miếng cháo á, theo miếng cháo đem cho chiên ăn, chứ cơm ở ngoài người ta nấu nó cứng lắm, chiên ăn không có được, nuốt không có được á cả nhà. Này Nguyên rau mồng tơi, Nguyên hái rau mồng tơi nè, với lại lá ý lộn, rau mồng tơi nãy Nguyên hái với lại để vô miếng củ hành tím á cho nó thơm, nấu cháo cho nó thơm. Chiên phái lắm, nấu cháo mà để hành chiên phái lắm, cho nó sôi lên nó khô khô nước một cái là được rồi đó. Chồng Nguyên mua hạt điều mà có mua lộn cái loại chưa rang nè cả nhà, cho nên á bà không biết rang, cái Nguyên mới rang giùm nè. Cái này là muối, Nguyên để muối vô Nguyên rang ăn nó ngon. Để muối vô rang cho nó ngon, nó mặn mặn ngon lắm. Vàng vậy là được rồi nè cả nhà, nó chín rồi nè. Để nguội lại, để nguội rồi mới để vô hộp. Nguội vậy nè. Để miếng sữa vô, ý lộn, để vô hộp. Chứ để ngoài nó ra hơi, không bao giờ. Có căng căng hảo y cục. Giờ đủ. Ê, thấy không? Ngồi anh Chiên ngồi đi ăn là cái mặt tươi gói liền. Khởi gì đó ta xưa. Bây giờ hai chồng Nguyên về quê đó cả nhà. Ăn xong rồi về quê. Tại đông quá trời đông luôn, gia đình chồng Nguyên đi nữa cho nên ai cũng ngại lên video á, cho nên Nguyên không có quay. Chiên thấy mở cửa cái Chiên nhìn liền. Ủa sao không thấy ba lại ẩm ta? Ê, tầng này, nó tầng này bao à? Đi khám, nó tròn, thì đồng hoa trắng khăn chỉ sửa thân trai mà, sẵn thì khai xu, xe sơ, khai mảnh. Trên ý chú muốn bà Mỹ vô bao à, xe đó. Ý? Ý? Quang chi đều à? Ồ. Quang chi đều. Ý, con chim nó làm ổ ngay cái gì, cái đồng hồ điện luôn nè. Trời ơi, chim cút. Không biết phải chim cút không nữa. Anh, cho qua cho bé nè. À, giao cành nè bố. Quý xe nè. À, thằng Huy sao quá. Chồng mới nói á, không đuổi nó đi là nguy hiểm á, tại vì ngay cái này ngay cái gì đồng hồ điện luôn mà. Cái này là ổ mới làm nè, mới có mấy lá. Ông nội chưa có về, ông nội đi uống, ông nội đi ăn chưa về nữa. Ba chồng Nguyên á đi chơi với bạn rồi. Đi ăn á cả nhà, đi ăn với bạn của ổng chưa có gì à. Ba Chiên nhìn thấy bà ba cái Chiên lạ.
À, chiên à, chiên ị, chiên ị rồi ông mực của chú ơi. Thay tả cho chiên cái đã rồi rồi lau lau mặt, rửa giò cho chiên ngủ mà của chú ơi. Tối lắm rồi, 10 giờ rồi, 10 giờ tối rồi đó ông mực của chú. À, chiên nãy ngủ trên xe quất hết nhắc rồi, về tới nhà cho nên anh mấy kêu chiên thức dậy đâu mà của chú. À, thôi video của Nguyên đến đây kết thúc nha. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của gia đình Nguyên nha. Mến chúc cả nhà một mới thật an lành. Bye bye. Chiên nhìn ba kìa. Bye bye. 10 giờ mấy rồi đó cả nhà. Thấy đồng hồ. Ui, cừ là mẹ hết hồn con.